Ngày 10 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với bị can Lê Hồng Khanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn dịch vụ nông nghiệp Lâm Phát, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong hoạt động thiết kế, thẩm định phương án và dự toán khai thác tận thu gỗ thông. Các bị can khác có cùng tội danh cũng bị bắt gồm Lê Hạ, giám đốc trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế và Trương Ngọc Đức, nhân viên điều tra quy hoạch rừng của trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp. Theo kết quả điều tra ban đầu, ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy hợp đồng với công ty Lâm Phát và trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp để thiết kế thẩm định phương án khai thác tận thu 157,87 hecta gỗ rừng thông bị thiệt hại do cháy rừng năm 2021. Song các cá nhân tham gia thiết kế thẩm định có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy trình thiết kế thẩm định được ban hành theo quy định. Kết quả tổng doanh thu đã khai thác bán ra hơn 22 tỷ đồng, trong khi tổng doanh thu theo phương án được phê duyệt là 6,3 tỷ đồng. Cùng với đó, cơ quan an ninh điều tra đã xác định hành vi thiếu trách nhiệm của các cá nhân trong thiết kế thẩm định phương án và dự toán khai thác tận thu 157,87 hecta gỗ rừng thông do ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy quản lý, gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.